Cả nhà ơi, nè, mình trồng trái bí được có một trái duy nhất cả nhà. Bây giờ mình thu hoạch nha. Tại vì nếu không thu hoạch thì nó lạnh quá rồi, cho nên là thôi bây giờ mình cắt nó vô, cắt vô mình nấu canh ăn đi. Mà thấy chắc không biết nó già chưa ta? À đâu, chưa già. Cái tay mình đâm vô còn lủng, vậy còn non hết ta. Này còn được có một trái duy nhất luôn. Cái bà hàng xóm bả cho cái dây nè. Mà trồng sao được lên có một cái à. Nghe phù hợp luôn. Phù hợp luôn. Đây. Đây là cả nhà. Wow. Cái bí này nấu được nồi canh cả nhà.